Xin cảm ơn quý vị đã giữ máy theo dõi với chúng tôi và xin mời quý vị quay trở lại với Chuyển hóa thân tâm ngày hôm nay. Thưa thư sư, những người mà nói là chết là hết, con nghĩ là thứ nhất là vì cái sự hiểu biết và cái nhìn của mình nó rất hạn hẹp, mình không thấy được cái đời trước đời sau. Và có một cái nữa là những người đó người ta muốn hưởng tất cả những cái gì người ta có đời này, tại vì chết không đem theo được, cho nên tôi có cái gì tôi hưởng và không không có muốn có cái suy nghĩ, cái trách nhiệm là nếu tôi làm cái gì sai thì chắc có thể mai mốt tôi bị lãnh cái đó, mà tôi chết rồi thì thôi tôi không biết, không không phủ cái phủi tay. Nhưng mà con bảo đảm với sư, những người đó mà chắc chắn là họ có tin có ma, mà nếu người nào tin có ma hay có gì thì là có cái thế giới nào khác, có cái khác, chứ đâu phải là tại sao họ nói là thí dụ chết rồi người nào đó nhiều khi họ thấy người đó hiện về hay là nhắn cái gì hay là nói, nếu mà mình nói có ma thì mình nghĩ là có một cái thế giới khác và mình biết là cái người chết tại sao thành ma hay cái gì, nói là không có đời khác, nghe nó có hơi vô lý phải không ạ? Có một cái hình ảnh mà sư rất là thú vị, đó là những con khỉ mà nó một con khỉ bịt mắt, một con khỉ bịt tai, một con khỉ bịt miệng và hình ảnh một đặc biệt á là một con ếch. Đó, hình ảnh của một con ếch á, bây giờ mình nhìn con khỉ đi, mình nhìn con khỉ rồi mình nhìn con ếch sau. Hình ảnh của một con khỉ mà nó bịt mắt lại, khi mà mình bịt cái mắt của mình lại á, tức là cái mắt trí tuệ của mình để mình có thể tìm hiểu sâu, mình chỉ thấy có chút xíu thôi đó, thì mình bịt cái con mắt trí tuệ lại để mình nhìn về cái khía cạnh hưởng thụ, thì cái điều đó nó sẽ nằm ở cái chỗ là con mắt của bạn bị tối nhưng chung quanh thì vẫn sáng, cuộc đời của bạn thì chết nhưng chung quanh thì vẫn sống. Đó, thì nếu như bạn giới hạn rằng là chết là hết vì chẳng mang gì được theo và có cái gì thì cứ hưởng thụ đi được thôi, thế giới nó vẫn vận chuyển chung quanh bạn. Và khi mà chúng ta gần bước đi đến cái chỗ vực thẳm, mình thấy vực thẳm mình sợ quá mà mình bịt mắt lại. Khi mà mình bịt mắt lại vậy mà mình vẫn phải bị đẩy đi, chuyện gì xảy ra? Mình vẫn phải rớt xuống vực. Và nhiệm vụ của mình là mở mắt thật là rõ để tránh cái con đường này và để tránh cái nguy cơ mà mình bị rơi xuống vực thẳm. Đó, thì cái việc mà chúng ta, còn nếu mà chúng ta nhất định là mà chúng ta tin có ma, chúng ta nhìn chung quanh những hiện tượng vẫn có khoa học là sự thật, nhưng mà khoa học chưa chứng minh được. Đó, những cái vấn đề chưa chứng minh được tức là cái trí con người nó chưa đụng được đến đó, chứ không phải là nó không xảy ra. Những người đó mà đi đêm mà đi vô nghĩa địa có dám vô không thấy ma cũng vẫn feel là có cái gì. Họ vẫn feel có cái gì đó, mà có cái gì đó mình không thấy mà tại sao mình sợ. Đó, thì có những cái chết rất là trẻ, có những cái khuôn mặt rất là khác nhau, có những cái tình huống gia đình rất là cũng khác nhau, có đời sống gia đình thì hạnh phúc, có giờ đóng sai gia đình thì đổ vỡ. Thì những cái nguyên nhân mà chính á, mà do mình gây đó thì không nói, còn có những cái là đang sum họp chợt ly tan bởi sanh ly hoặc tử biệt, thì cái này hỏi cái gì đấy, cái gì đẩy mình vậy? Cuối cùng mà mình bí quá thì mình nói trời định hoặc là ai đó định, chứ mình không biết rằng là những cái này nó đã, bạn đã làm rồi, tới giờ tới khắc nó luân hồi trở lại bạn. Đó, bạn đá một trái banh vô tường và chuyện của nó là nó trở lại bạn sớm hoặc muộn mà thôi. Đó, cho nên nếu như cái hình ảnh của mình mà mình nhất định mình không tìm hiểu chung quanh và mình chỉ nghiêng về một khía cạnh hưởng thụ đó, thì cái điều này nó hơi nguy hiểm cho cái kiếp làm người của mình một chút. Bởi kiếp làm người của mình dưới cái nhìn của Phật giáo không có dễ làm, khó khăn lắm mới được làm người. Mà chúng thấy cái gì cái có mà nó hiếm á thì nó lại là quý, phải không? Con người sanh lần ra được có người, hai người mang thai mà gọi là đẻ sinh đôi đó, sinh đôi thì hai người, sinh ba người, trong đi khi đó con cá nó đẻ một lần 1.000 trứng, và rồi nó sanh ra con cũng phải là trong vài ngàn trứng, nó cũng sanh ra mấy trăm con.
Tức là rồi những cái chủng loài mà nó nhiều á thì nó sanh ra, như kiến nó sanh ra cũng cả ổ. Trong khi con người thì quý mà nên hiếm. Thành ra cái kiếp làm người của mình, nếu mình trân trọng được thì hãy hưởng thụ một nửa thôi, còn một nửa để mình dành cuộc đời mình cho những cái gì nó có ý nghĩa hơn. Và mình biết rằng là chết chưa phải là hết. Thực sự con nghĩ người ta nói như vậy để cho phủi trách nhiệm thôi, chứ là không muốn nghĩ tới. Sợ bây giờ tôi sợ thôi, nói vậy cho nó yên bụng. Tôi không biết không biết có kiếp sau hay không thôi. Kệ nó. Dạ thưa sư, như vậy thì còn một cái cách suy nghĩ khác là có những người họ cũng tin vào thuyết luân hồi của Phật giáo, nhưng họ lại cho rằng là có đầu thai đi nữa thì làm người cũng quay lại làm người, còn súc sinh thì cũng chỉ là loài súc sinh. Dạ, như vậy có đúng không? À, con phải hỏi là có hợp lý hay là có theo thật sự ra nếu mình nói là đúng hay hợp lý đó, thì ở đây mình không có nói ai đúng ai hợp lý, mà mình chỉ nói là mình xây dựng trên cái nền tảng của thực tế. Đó, nền tảng của một thực tế là không ai sanh ra mà muốn nghèo. Không ai sanh ra mà muốn tật nguyền. Không một đứa bé nào, cha mẹ nào hoài thai một đứa con mà muốn sanh ra mình, con mình nó vừa ngu vừa xấu. Đó. Và vì vậy sao? Con người đều có khuynh hướng hướng đến những cái gì hạnh phúc, những cái gì tốt đẹp. Nhưng họ lại xây dựng trên những cái điều ngược lại. Đó. Và nếu mà quan niệm rằng là luân hồi thì cũng được, nhưng mà làm người, sanh ra làm người hoài, thì đó cũng là một cách mà mình tự kỷ ám thị với mình. Thì làm người thì quay làm người lại, chắc gì bạn sanh làm người trở lại. Bạn lấy cái gì mà bạn biết bạn sanh ra làm người trở lại? Bởi vì trong luật của trong cái nhân quả của Phật giáo nói rằng là mình có thể sanh ra dưới nhiều cái hình thức khác nhau. Có 6 con đường mà mình có thể sanh ra. Đó là 6 con đường đó là thiên, Atula, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thiên đó là những cõi trời. Atula là những cõi nó giàu có, nó phước như trời, nhưng mà đức thì nó kém hơn trời. Đó. Rồi người, mà cõi người của mình là cõi thiện ác lẫn lộn. Rồi cõi súc cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Địa ngục là nơi mà khổ đau không dứt. Đó, ngạ quỷ là nơi lúc nào cũng đói. Cũng đói, cũng thiếu, cũng thèm khát, cũng khát vọng. Và súc sanh thì lúc nào cũng bán coi như là cả một cuộc đời chỉ vì miếng ăn thôi. Và nếu mà mình rơi xuống ba cõi như vậy á, ba cái cõi dưới, kêu bằng ba cõi dưới, thì cái cơ hội mà mình làm nghiệp tốt để mình có thể chọn điều tốt để làm, chọn điều rồi mình kiểm soát, mình tránh điều xấu, khó khăn vô cùng. Con là một trong những người hồi lúc con trẻ con cứ tưởng là con biết là sẽ đầu thai lại, mà con lúc nào cũng nghĩ là sẽ làm người. Nhưng cái của con sợ hồi nhỏ là tại vì mỗi lần ăn mà bỏ mứa, ba má hay nói bỏ mứa thì con mai mốt là đói, kiếp sau là nghèo lắm, con chỉ sợ nghèo thôi. Chứ không hề biết là có thể là đầu thai thành cái gì khác. Thì cái quan niệm mà nghĩ là đầu thai, đã đầu thai làm người, làm người thì giả sử cho quan niệm đó là đúng, như vậy người thì như thế nào? Người có người giàu, người nghèo, người đẹp, người xấu, người thông minh, người không thông minh. Đó. Vậy thì những cái luân hồi và những cái nghiệp báo cũng như nhân quả nó quy định, mà đây là mình quy định đó. Tức là người mình có cái chủ quyền để quy định rằng mình muốn làm gì trong kiếp sau. Nếu chỉ còn bạn muốn làm người trở lại được, bạn có thể tái sinh làm người, bởi vì trong 6 cõi đó mình muốn đi về đâu là mình được quyền đi. Mình muốn sanh về các cõi trời, làm dân chúng của cõi trời hay làm vua trời, mình còn quyền đó hết. Nếu mình làm đúng, nếu mình làm những cái đó đi theo con đường làm trời thì mình nếu... Thành ra là vị nào mà muốn là kiếp sau tôi không muốn làm người nữa và tôi muốn làm trời mà làm vua trời, thì Đức Phật chỉ con đường bạn làm vua trời. Dạ, như vậy thì thật là rất là hay thưa sư, là tại vì theo như vậy thì con sẽ được hiểu rằng là chính mình là làm chủ cái nghiệp của mình.
Đúng và vậy. Mình là quyết định mình sẽ mình đã không mình tới đây thì mình chưa biết được là mình từ đâu tới, nhưng mà mình là người quyết định mình sẽ đi về đâu. Đúng không vậy. Thưa sư? Dạ đúng. Dạ. Và quý khán giả thân mến, những chia sẻ của ni sư trong chương trình vừa qua tuy là vắn tắt nhưng mà nó chứa đựng rất là nhiều những cái ý nghĩa. Chắc là quý vị đã có dịp từng tham khảo để mà biết qua về thuyết luân hồi. Luân hồi tuy là khó hiểu nhưng mà một khi quý vị đã tin vào nhân quả thì chắc chắn quý vị sẽ tin vào luân hồi, tại vì luân hồi nó cũng chỉ là một vòng liên tục của nhân quả và nghiệp báo, và chúng nó chỉ khác là có khi thì nó tới, có khi thì nó đến, có lúc nó đến, có lúc nó chưa đến, chỉ có như vậy thôi. Và vì thuyết luân hồi nó là một cái thuyết rất là lớn và thời lượng chương trình của chúng tôi thì nó có hạn, cho nên xin được dừng chương trình lại đây và sẽ tiếp tục với chủ đề nhân quả và luân hồi trong những show ghi hình tiếp theo. Và thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã theo dõi với chương trình ngày hôm nay và xin chúc cho quý vị luôn luôn thân tâm được an lạc. Và xin hẹn gặp lại quý vị trong những show ghi hình tiếp theo của Chuyển hóa thân tâm, chủ đề về nhân quả.